Đây là phần thiết kế 3D để lên khuôn mẫu thì là phải thiết kế là trên máy vi tính như thế này đây. Đây là một số hình ảnh do kỹ thuật viên đang thao tác. Đấy. Chọn màu, phối màu, lên kích thước để chuẩn bị sang công đoạn chạy CNC.